trong nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay, vua của các loại trái cây mang về hơn 3 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng qua. Giá cao non tăng, nông dân đổ xô trồng sen vườn dừa, ngành chức năng đưa ra khuyến cáo. Những ấp ủ và kỳ vọng từ việc biến nhụy hoa thanh long và lá sen thành trà. Thưa bà con, dù được cảnh báo rất nhiều và cũng có những bài học nhãn tiền khi nông dân chạy theo cơn sốt thị trường rồi rơi vào điệp khúc trồng chặt. Thế nhưng khi một loại cây trồng nào đó tăng giá thì bà con lại đổ xô đi trồng, và câu chuyện về cây cau cũng vậy. Tại Bến Tre, mặc dù đang vào mùa thuận của cây, tuy nhiên tại vườn giá cao ở mức từ 25 đến 30 ngàn đồng một ký, cao hơn 20 ngàn đồng một ký so với 2 tháng trước đó. Kéo theo đó là việc nhiều nơi mở rộng canh tác để mong mặt hàng này còn neo giá cho đến lúc thu hoạch. Nông dân tỉnh Bến Tre cho biết khoảng 3 năm trở lại đây, giá cao tăng mạnh vào mùa nghịch vụ, có lúc lên đến 50.000 đồng một ký mà không có để bán. Hiện nhiều nhà vườn trên địa bàn tiếp tục nhân giống cao để trồng sen với cây dừa, loại bỏ giống cao trái tròn không có giá trị để trồng loại giống cao trái dài. Với giá tăng như hiện nay, giúp nông dân tăng thêm thu nhập rất lớn trên cùng diện tích canh tác, mỗi năm tăng từ 20 đến 25 triệu đồng một hecta. Nhiều hộ dân đang đổ xô tìm mua cau giống để trồng nên giá tăng lên 20.000 đồng một cây. Anh Nguyễn Văn Đạt, xã Bình Hòa, huyện Dòng Trơm cho hay, trước đây giá cau tăng mạnh, anh cũng ươm cau giống để trồng. Tuy nhiên cau ra trái tròn, thương lái không thu mua. Hiện nay giá cau giống tăng từ 8.000 đồng một cây lên đến 20.000 đồng một cây. Anh Đạt đang tìm giống đúng theo nhu cầu hiện nay để trồng. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cho biết, cây cau chiếm ít diện tích nên được người dân chủ yếu trồng ở bờ rào hoặc xen kẽ trong vườn dừa, các vườn cây ăn trái để kiếm thêm thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Toàn tỉnh có hơn 78.000 hecta dừa và hơn 20.000 hecta cây ăn trái. Do đó có tiềm năng rất lớn để phát triển loại cây trồng sen này. Hiện ngành chức năng tăng cường hỗ trợ nông dân về kỹ thuật canh tác, giúp bà con chăm sóc cây cao cho trái nghịch vụ, góp phần tăng thêm thu nhập. Dù được đánh giá là có tiềm năng phát triển, tuy nhiên ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước khuyến cáo người dân cần cân nhắc khi mở rộng diện tích, nhất là không bỏ hết cây trồng cũ để thay cây cao trồng chuyên canh. Nông dân chỉ trồng sen cao với các loại cây trồng chính, đồng thời cần tìm hiểu về thị trường tiêu thụ cao lâu dài, lựa chọn giống cao phù hợp, tránh việc đổ xô trồng một loại không mang lại hiệu quả kinh tế. Thưa bà con, trong 10 tháng, xuất khẩu rau quả của nước ta ước đạt 6 tỷ 400 ngàn đô la Mỹ, vượt mức kỷ lục 5 tỷ 700 ngàn đô la Mỹ của cả năm 2023, trong đó sầu riêng là mặt hàng đóng góp lớn nhất, khẳng định vị trí vua trái cây, mặt hàng này mang về hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ngoài sự đa dạng về chủng loại, chất lượng thơm ngon, thì một trong những nguyên nhân khiến sầu riêng đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn như vậy là do sản lượng của sầu riêng Việt Nam dồi dào, lên tới 1 triệu 500.000 tấn một năm. Mùa thu hoạch sầu riêng rải rác quanh năm, thời gian vận chuyển sang thị trường Trung Quốc khá nhanh và giá thành hợp lý. Các sản phẩm khác như chuối, xoài, thanh long và hàng chế biến cũng góp phần quan trọng vào kết quả xuất khẩu 10 tháng qua. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục đón nhiều tin vui, như hơn một tháng sau khi Úc mở cửa cho trái chanh dây Việt Nam, hơn 1,5 tấn đầu tiên được mở cửa chính ngạch vào thị trường này, mở ra cơ hội lớn cho chanh dây nước ta vào thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Tiếp theo, những container dừa tươi đầu tiên cũng xuất khẩu thành công sang Trung Quốc, hứa hẹn một ngành hàng tỷ đô mới sắp được xác lập. Dự báo xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong các tháng cuối năm nhờ yếu tố mùa vụ. Cơ hội nhiều nhưng cũng là thách thức, đòi hỏi ngành hàng rau quả cần phải tạo ra những sản phẩm chất lượng, hương vị đặc trưng và sự an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là những giá trị cốt lõi cần tập trung phát triển và duy trì trong thời gian tới. Nông sản muốn hướng đến thị trường thì yêu cầu đầu tiên là phải sạch. Và cũng chính từ yêu cầu này, một nông dân ở tỉnh Đắk Lắk sáng tạo ra mô hình trồng dâu tây hữu cơ. Thay vì trồng trên đất, chị lại chọn trồng trên trụ lưới với công nghệ sinh học. Cách làm lạ đời nhưng lại mang về rất nhiều lợi ích.
xuất phát từ quá trình sản xuất các chậu rau để gia đình sử dụng, chị Trần Thị Tuyết Oanh ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dần chuyển sang tận dụng những thùng sơn nhựa lớn hơn để sản xuất các loại rau kết hợp với việc dùng phân hữu cơ để chế biến từ bã thực vật phân hủy. Trên diện tích 500m², chị có hơn 200 trụ lưới trồng dâu tây với các giống Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, Mỹ. Các giống dâu còn lại chị sản xuất thí điểm để đánh giá sự thích nghi và hiệu quả kinh tế để nhân rộng. Trụ lưới trồng dâu tây có đường kính 1m, bao gồm cả màng lưới bao phủ bên ngoài, bên trong có giá thể để rễ dâu bám vào. Dâu được cung cấp nước bằng hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân hữu cơ qua nước, điều khiển tự động theo nhu cầu của cây. Bên ngoài trụ trồng dâu tây được bao phủ bằng màng lưới giúp hạn chế được tối đa các loại sâu hại tấn công. Thời gian từ lúc thu trái bói đến khi kết thúc vụ kéo dài 4 tháng, mỗi trụ cho từ 5 đến 6 kg một vụ, cá biệt lên đến 8 kg một trụ. Ngành nông nghiệp đánh giá mô hình trồng dâu tây trong trụ lưới là phương pháp hiện đại rất thuận tiện đối với những gia đình ít đất sản xuất. Còn giới nông dân ở tỉnh Lâm Đồng sau đây, chuyện làm giàu giống như nhiều người nói, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Nhà vườn liên kết với nhau trồng mắc ca theo quy trình hữu cơ và chất lượng vượt trội chính là điều kiện tiên quyết để hướng đến những kỳ vọng xa hơn. Vườn mắc ca ở xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trước đây chuyên canh cà phê. Nhưng để phá thế độc canh, một số nông dân như ông Lê Ngọc Sáu quyết định trồng xen cây mắc ca trong vườn cà phê rộng 2,5 hectare của gia đình. Quy trình đầu tư chăm sóc khoa học giúp mắc ca sinh trưởng tốt cho sản lượng nhiều, năng suất bình quân 10 kg một cây. Chất lượng vượt trội chính là điều kiện tiên quyết để ông Sáu liên kết với một doanh nghiệp trên địa bàn để được hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu đầu ra, mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Là một trong những người đầu tiên trồng mắc ca, ông Lưu Quốc Chính trải qua nhiều thăng trầm của loại cây lâm nghiệp này. Ngoài việc tập trung phát triển 5 hectare của gia đình, ông còn thành lập công ty mắc ca Việt để liên kết với nông dân trồng mắc ca theo quy trình hữu cơ. Tham gia mô hình, nhà vườn được công ty hỗ trợ kỹ thuật khuyến khích sử dụng phân hữu cơ nhằm tạo độ bền cho đất, cho cây trồng. Với hướng liên kết đôi bên cùng có lợi như thế, nên hơn 90 hectare của hàng chục nông hộ phát triển ổn định với năng suất mỗi năm lên đến 150 tấn. Công ty mắc ca Việt còn lên kế hoạch sản xuất phân bón hữu cơ từ những phế phẩm nông nghiệp sẵn có trên địa bàn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa hướng đến một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Tôi khán giả, bất kể loại nông sản nào cũng vậy, giá trị đâu đơn thuần là một trái thanh long chỉ có thể ăn tươi hay trồng sen để lấy hoa lấy hạt. Câu chuyện hai sinh viên trường đại học Cần Thơ biến nguyện hoa thanh long và lá sen thành trà thảo mộc sau đây làm nhiều người bất ngờ. Dù mọi thứ vẫn còn sơ khai, manh nha, chưa được phát triển một cách bài bản, nhưng cuộc khóa kiếp ngoạn mục này giúp cho nông dân nuôi thêm những kỳ vọng mới để đưa nông sản thoát khỏi cảnh bấp bênh của thị trường. Từ nguồn dược liệu quý là lá sen, nhụy, hoa thanh long chưa được sử dụng phổ biến, hai sinh viên Trương Hữu Duyên và Nguyễn Lê Hồng Uyên học ngành sinh học ứng dụng Đại học Cần Thơ chế tạo thành công sản phẩm trà sen hồng ở dạng túi lọc. Ưu điểm sản phẩm là nguyên liệu được mua từ vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn Lâm Bình Gáp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả vượt trội, ít gây tác dụng phụ, cải thiện sức khỏe người sử dụng. Nguồn nguyên liệu được cả hai thu mua từ vùng trồng sen ở vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Còn hoa thanh long mua ở tỉnh Long An, hầu hết các vườn trồng đều canh tác theo hướng hữu cơ nên đảm bảo nguyên liệu sạch. Quy trình sản xuất hoàn toàn xanh, không sử dụng hóa chất tạo mùi, đảm bảo sự tự nhiên của từng tách trà. Hiện sản phẩm được bán ra thị trường và nhận được tín hiệu tích cực với giá gần 50.000 đồng một hộp 20 gói. Sắp tới, nhóm tiếp tục đưa ra sản phẩm trà ly đóng chai và trà hòa tan. Dù chỉ là những tín hiệu tích cực ban đầu nhưng mở ra nhiều kỳ vọng, góp phần giúp nông dân trồng sen, thanh long tăng thêm thu nhập, tạo thêm giá trị mới từ những thứ tưởng chừng bỏ đi. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.